chào các bác nha. Em lên sóng phục vụ các bác con máy lọc khí Daikin Vầng Trăng. Đây là cái mẫu bán cực chạy, thiết kế mẫu mã đẹp, phun tính năng, lọc tốt, khử mùi tốt, lọc khỏe, dùng được cho phòng loanh quanh từ 10 đến 55 mét vuông đổ lại, tức là phòng nào các bác dùng cũng được, dùng phòng khách, phòng ngủ đều ok. Các bác lọc con này cho cái phòng ngủ thì lọc càng nhanh càng khỏe, buồng hiệu quả các bác nhé. Điện thì nó cũng không tốn đâu ạ, vì khi các bác chạy eco thì nó chỉ có hơn chục watt thôi. Con này của nó 75 watt thì tức là khi mình mặc gọi là hết công suất của nó thì mới là 75 watt. Đấy, nên là các bác có thể dùng được. Mắc cho các cái phòng to. Còn ví dụ những cái con công suất của nó 230 watt thì chạy mắc của nó thì cũng chỉ vào 230 watt thì tức là giới hạn của nó thì các bác không thể dùng phòng lớn được. Đấy, trước kia thì nhiều bác mua máy nhỏ vì máy to đắt, nhưng còn bây giờ máy to nó rẻ thì mình lấy con này lọc cho sướng các bác, lọc nhanh, khử mùi tốt, khử khuẩn tốt. Đây là hai số điện thoại bên em nhé. Các bác giao dịch hai số này, hai kênh YouTube. Các bác khi xem thì nhớ cho em xin một cái đăng ký và một like nhé, để cập nhật những cái clip mới nhất và ủng hộ bên em ạ. Con này thì em bán là 3 triệu bảo hành 1 năm. 3 triệu bảo hành 1 năm. Hình thức còn khá là đẹp các bác. Nên mạch các thứ là nguyên zin, không sửa chữa gì nhé. Hình thức hình như các bác nhìn trên clip còn rất là sáng, đẹp. Các cái giao diện tăng giảm ánh sáng này, hẹn giờ tắt, có chế độ chạy lọc nhanh trong vòng 1 giờ, hẹn giờ bật, eco, tắt bật ion, chế độ lọc nhanh, chế độ bùa, các tốc độ lọc, điện 220V đấu rồi, đèn báo timer, đèn báo phần trăm bụi, đèn báo tốc độ lọc, đèn báo cảm biến bụi mùi. Đấy. Ở cái dòng này thì các bác sẽ thấy là có hai con lọc tĩnh điện. Cái model này thì là nó phát triển sau tiếp nối cái model đồng hồ vuông. Về cơ bản thì không có gì khác biệt khác đổi biệt về đời sau và mẫu mã các bác nhé. Hai cột lọc tĩnh điện này rất là mới. Trong này nó có cái dây thép ở bên trong này và hai cực điện âm dương ở đây. Đấy. Để phóng ra cái nguồn điện đây làm nhiễm điện cho cái bụi. Và nó sẽ bám tốt vào bề mặt này. Ở các cái dòng máy khác thì các bác thấy chỉ có cái màng HEPA, thì con này 5 cấp độ lọc luôn. 1, màng thô là 2. HEPA là 3. Con này HEPA là vẫn zin theo máy nhé, còn rất đẹp. Zin theo máy còn rất mới. Đấy, bác nào không thích màng zin này khi mua thì báo em. Em sẽ thay bằng một cái màng HEPA mới cho các bác, giá vẫn vậy. Đấy, đấy là tùy sở thích của từng bác. Còn than này vẫn là zin theo máy, còn rất mới này. Đấy. Còn con này em nếu mà bác nào không nói gì thì em vẫn để nguyên màng zin nhé. Đấy, màng zin này hiếm phết đấy. Timer khử khuẩn này. Đấy. Con máy phải nói là cũng là xuất sắc. Đẹp. Bên đây là phần bình nước bùa các bác ạ. Nước bùa rất mới, màng cả bằng như mới luôn này. Cực đẹp, xuất sắc. Con nào chốt chiếc này luôn em nhé. 3 triệu bảo hành 12 tháng. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 100.000, bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship.